Chương trình Sức khỏe tâm thần và đời sống với bác sĩ Nguyễn Văn Kính, chị Thu Thủy. Xin kính chào tái ngộ cùng quý vị khán thính giả đài SGN. Hôm nay cô Cathy, chị Thủy và tôi sẽ tiếp tục hậu chuyện cùng với quý vị khán thính giả qua cái đề tài rối loạn tâm thần về liên quan tới tình cảm, xúc cảm. Đó là cái rối loạn mà trong ngành tâm thần gọi là bệnh trầm cảm. Người ta cứ tưởng rằng đó, khi mà con người chúng ta có đủ cơm ăn, áo mặc và có một cái mái nhà để che thân thì chắc là không còn gì phải lo âu, phiền muộn và trầm cảm nữa. Bởi vì như thế thì những nhu cầu thiết yếu để mà sống còn của con người đã được thỏa mãn. Essential need, con người ta cần cơm ăn, áo mặc, nhà ở, phải không ạ? Thế mà khi mà những nhu cầu đó đã được thỏa mãn rồi thì còn gì mà lo âu, phiền muộn và trầm cảm nữa. Nhưng mà sự thật thì không phải như thế. Về phương diện thể lý đó, vật lý đó, vật chất, physical đó, thì có người sống ở xứ Mỹ này đó, dù là những người hưởng trợ cấp welfare đi nữa, thì những cái nhu cầu căn bản trên cũng được thỏa mãn. Nhưng mà những người mắc chứng lo âu, phiền muộn và trầm cảm ở đây đó, ở xứ Mỹ này đó, không có ít đi chút nào, mà còn nhiều hơn nữa là khác, hơn cả ở nhiều xứ nghèo đói như ở Á Châu, Phi Châu, vân vân, nơi mà con người dễ dàng thấy đủ và sống với những gì mà mình có được. Sở dĩ như vậy là bởi vì sự hài lòng, thỏa mãn, sung sướng, hạnh phúc là một trạng thái của tâm hồn. Nó không thể nào được đo lường, đong đếm được bằng của cải, tiền bạc, chức tước, địa vị, mà bằng cái sự an lạc, bình yên ở trong tâm hồn. Khi mà tôi đi qua Dharamsala là cái nơi mà gọi là cái chỗ của Đức Dalai Lama được người Tây Tạng cung cấp cho để tị nạn đó, thì ở đó có cái cộng đồng Tây Tạng. Và đời sống của họ thật ra là chỉ một cái tiện nghi tối thiểu mà thôi. Nhưng mà người Tây Tạng họ sống trên cái nét mặt họ không có lộ cái vẻ gì là khổ đau hay là buồn phiền. Mà kể cả cũng như anh Michael Goodman ở đây viết trong cuốn sách The Many Stones thì anh nói rằng là ở đây là một cái thiên đường. Tại vì anh đã đi từng nhiều quốc gia, anh làm cái nghiên cứu về nhân chủng học. Thành ra anh nói rằng người Tây Tạng rất hiền lành và không có tranh đua. Người Tây Tạng rất hiền hòa, họ không có những cái bon chen như vậy. Thành ra đời sống của họ rất an lạc. Chẳng hạn như anh có hỏi một người đó, cái người hồi bán cho anh một cái tấm thảm 100 rubies, đó là tiền của Ấn Độ đó. Nhưng mà thật sự nó chỉ có 10 rubies giá trị thôi à. Khi anh mua về, anh biết anh mua lầm thì anh nghĩ như thế nào? Hỏi một người Tây Tạng như vậy. Thì cái anh Tây Tạng trả lời, thì tại vì chúng tôi không biết, mà cái người hồi bán chúng tôi thì họ biết cái giá trị, chúng tôi có mua lầm cũng chẳng sao. Thì cái anh Michael hỏi, như vậy thì là người hồi đó nó khôn hơn người Tây Tạng phải không? Người Tây Tạng, người nào cũng trả lời giống nhau vậy, bình thản. Cái khôn cái dạy chỉ là tương đối mà thôi. Cuộc này, cuộc đời này là quyển quá, thì có gì mà phải tranh đua hơn thiệt khôn ngoan hay là không khôn ngoan. Thật ra đời sống họ rất là êm ả, mặc dù cái đau khổ của họ là mất nước như mình, nhưng mà họ, trong cái tâm tư của họ rất bình thản, và đối với cái cuộc đời hơn thua bon chen không có. Thì là cái đó nói lên cái gì? Nói cái sự như bác sĩ đã nói, sự bình an trong tâm hồn nó quan trọng hơn là cái vật chất mà chúng ta thụ hưởng. Như vậy thì là cái sự hài lòng, thỏa mãn, sự sung sướng, hạnh phúc là một cái trạng thái ở trong tâm hồn của mỗi người. Mà khi cái tâm hồn đó được cảm thấy bình an, được cảm thấy an lạc, các bạn ạ. Cũng giống như là cái trường hợp của cái ông Danh Hài, câu chuyện của ông Danh Hài nước Mỹ mà mình đã kể cho quý vị khán thính giả nghe đó. Ông ta danh vọng, giàu có, tiền bạc, vợ đẹp, con khôn. Mà không, người con gái chia sẻ là ông không có được bình an ở trong tâm hồn. Nhưng mà thưa bác sĩ này, chị Thủy, như vậy những cái chung quanh, những cái vật thể ở chung quanh nó cũng ảnh hưởng tới cái tâm của người ta chứ. Tại vì như là chị nói bên Tây Tạng như vậy đó, thì họ bên Ấn Độ, mà những người Tây Tạng đó, thì họ đâu có thấy những cái tranh đua
Tại vì họ trong một cái ngôi trường nó như vậy thì ai cũng giống ai. Còn như này mà nói như là chúng ta ở nước Mỹ hay ở những nước tân tiến hơn thì những cái ngoại cảnh, những cái công việc ở chung quanh nó cũng ảnh hưởng tới cái ý nghĩ, cái ý muốn của mình nữa thưa. Phải không bác sĩ? Bởi vì đó, có một trảnh hỏi như vậy thì ông nghĩ sao? Ông nói cho dù bao nhiêu vật biến đổi thì trà vẫn là trà, có phải không ông? Cái câu nói thâm thúy vô cùng. Tức là cho dù cái ngoại cảnh nó biến đổi như thế nào, cái tâm chân chất vẫn là cái tâm chân chất. Cái tâm mà không có si mê, cái tâm mà không có tranh đua tranh giành thì nó vẫn là như vậy. Thì ông đó ông trả lời câu rất là hay mà tôi rất là, tôi để ý, tôi thấy tôi rất là thích. Bao nhiêu biến đổi, cho dù bây giờ em nói thí dụ, bây giờ mình ở đây, ở Mỹ này, không phải là địa ngục cũng chẳng phải là thiên đàng. Nếu mà cái tâm của mình, chân chất mình không có cảm thấy là mình bị lùa vào hay là bị ảnh hưởng vào những cái vật chất si mê, thì mình vẫn an lạc như thường, chứ đâu có phải đợi tới mình đi tới Dharamsala mình mới an lạc. Cái tâm mình quan trọng là dù cho mình ở đâu, dù cho mình, nếu mình có một cái sự kiên cố, cái tâm định rồi, thì ở đâu cũng vậy mà thôi. Cho nên có câu nói, cái tâm bình thì thế giới bình. Cái tâm mình bình an, an lạc, thì cái ngoại cảnh xung quanh nó bình an, an lạc. Còn cái tâm mình mà nó hỗn độn, nó xáo trộn, thì cái ngoại cảnh nó sẽ hỗn độn, nó sẽ xáo trộn. Cho nên người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì cái tâm mình mà nó buồn thì cái cảnh xung quanh có vui vẻ, mình cũng không cảm thấy vui vẻ được. Có đọc nhiều kinh Phật chắc chị có nghe câu nói này, tâm sinh vạn vật. Hay là nhất thiết tại tâm. Nhất thiết do tâm sinh. Cái tâm mình như thế nào thì ngoài cảnh nó sẽ biểu hiện như thế đó. Nó giống như là một tấm gương, nó soi gọi, nó soi rọi cái tâm của mình. Ngày xưa đó có một cái người họ Doãn, ông ta chỉ chăm chỉ làm giàu, thế nào cho giàu có, cho thiệt nhiều của cải. Cho nên trong nhà ông có rất nhiều là tôi tớ, có rất nhiều là người ăn kẻ ở. Mà họ làm việc hết sức là vất vả. Trong đó có một cái người đầy tớ già rồi, đã hơn 70 tuổi rồi, mà làm việc hết sức là cực nhọc, tối ngày. Ban ngày ông ta làm việc không kịp thở như thế, cho nên khi mà đêm đêm ông ta mệt lử, ông ta nằm ngủ. Mà lúc nào đêm nào nằm ngủ ông ta cũng mơ màng thấy mình làm vua của một nước đó. Có người hầu kẻ hạ, lầu son gác tía, ăn uống sung sướng, muốn gì được nấy, không có ai bằng đó. Thế nhưng mà sáng ra thức dậy thì là vẫn hoàn một cái tên đầy tớ làm không kịp thở. Cho nên có người thấy ông như thế đó mới tỏ lời an ủi. Thì ông lão đó ông mới nói, đời người ta thì trăm năm có ngày có đêm. Ban ngày đó thì tôi làm đầy tớ cực khổ thiệt, nhưng mà đêm nào cũng làm vua sung sướng không ai bằng thì còn ân hận nổi gì nữa. Thưa bác sĩ và thưa quý vị khán thính giả, chương trình Sức khỏe tâm thần sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Xin quý vị đừng rời làn sóng. Cảm ơn quý vị.